Em là Nguyễn Khánh Sự, nhưng mà mọi người thì gọi em là Pho. Mọi người biết em là Pho nhiều hơn. Pho. Em sinh năm 99. Hiện em đang là PT và thẩm mỹ. Em quyết định come out với bố chính vì câu nói là người đồng tính họ tài năng hơn người bình thường, họ rất là có tài. Lần em come out là lần đầu tiên thấy bố khóc. Lại có những người khác mang thân là gì, thậm chí là công kích bố mẹ em chỉ vì em là người đồng tính. Không biết họ tìm ở đâu nhưng mà họ lấy những tấm hình của em xong rồi họ in ra, họ đi phát tán với những người ở trong cái khu nhà em ở quê á. Ủa? Phát tán này làm gì em? Chỉ để thể hiện em là người đồng tính, chỉ vậy thôi. Hiện tại giờ mới 20 hả? Dạ đúng rồi. 99 thì giờ 20. Trời ơi, gì trẻ quá vậy? 20 tụi mà to con quá trời. Em quê ở đâu Sự hả? Em người miền Tây, em người Cần Thơ. Em làm công việc PT lâu chưa? Em tham gia PT từ lúc em 18 tuổi. Điều gì mà khiến em tự tin về cộng đồng LGBT? Giống một câu nói mà thường mọi người hay nói đó, mình được đồng tính chứ không phải bị đồng tính. Theo ý kiến của Sự á, thì thế nào gọi là được, là mình đã được những điều gì khi là một người đồng tính? Giữa từ được và từ bị, em nghĩ là hai anh chị nghe cũng thấy có sự khác nhau rồi đúng không? Bị thì nó mang tính chất bị động quá, còn được thì em nghĩ là được cái gì đó trời ban cho mình. Có một câu nói mà của bố em tới bây giờ em nhớ rất là kỹ, đó là những người đồng tính họ rất là tài năng. Chính vì câu nói đó mà em cũng có đủ dũng khí để em come out với lại gia đình của mình. Em come out với gia đình từ năm em bắt đầu học cấp 3. Mà người đầu tiên em come out lại là bố. Lúc come out thì thật sự lần em come out là lần đầu tiên thấy bố khóc. Nhưng mà sau đó mẹ vẫn chưa có dấu hiệu chấp nhận. Mẹ vẫn thường hỏi là có thể là cho con ăn uống hay do con chơi bời hay là do con có vấn đề gì đấy. Người lớn thường thế. Vâng, đấy. Xong rồi sau đó thời gian thì bố có lại giống như là chia sẻ lại với mẹ để mẹ hiểu hơn về những cái việc về LGBT á. Sau này em với mẹ em rất là thoải mái, thậm chí là như hai mẹ con gái vậy đó. Nhưng mà bố khóc mà bố có nói gì không? Dạ có, giống là bố đã có tìm hiểu về LGBT rồi. Bố chỉ lo em về vấn đề mà khi mà em người đồng tính như vậy, em không có một cái gia đình như bình thường. Em sẽ không có con cái và sau này khi về già rồi ai sẽ là người take care em. Bố cái đấy là cái nỗi lo chung của phụ huynh. Xong rồi sau này khi mà mọi thứ đã đâu vào đấy rồi thì bố mẹ rất thoải mái. Em thấy mẹ em rất là có thể chấp nhận em, nhưng mà trước đó cái phản ứng thật sự khi mà biết được em là gay á, tất nhiên là mẹ cũng rất là bất ngờ. Mà cái điểm chung của bố mẹ em đều lo lắng là sau này ai sẽ là người chăm sóc cho em khi về già, trong khi em không có con. Với lại em vẫn tin cái tình yêu vô điều kiện của bố mẹ em dành cho em. Thật sự là em là người được bố mẹ chăm sóc từ nhỏ tới lớn bây giờ, thì em cũng hiểu là cái tình cảm của bố mẹ dành cho em như thế nào. Thật sự tình cảm của bố mẹ đối với con thì anh thấy ai cũng có. Nhưng mà có nhiều người họ không có vượt qua được cái sĩ diện của bản thân đó, để mà chấp nhận con mình. Họ thường suy nghĩ đến những cái điều mà người ta nghĩ về mình hơn. Nên anh nghĩ em là người may mắn khi mà có những người bố mẹ rất là yêu thương mình và gạt đi cái sĩ diện của bố mẹ để mà chấp nhận em. Căn bản là từ trước như em cũng không có làm gì bố mẹ phải xấu hổ. Trong quá trình học tập em cũng cố gắng rất là nhiều để bố mẹ có thể hãnh diện với mọi người. Có vẻ em cảm nhận là bố mẹ cũng muốn hai đứa em sau của em giống em. Ủa vậy hả? Dạ, em còn hai đứa em trai sinh đôi nữa. Ủa tại sao? Ủa vậy hả? Bố mẹ có nói ra không hả? Em nghĩ gì? Không, bố mẹ em không nói ra nhưng mà cái cách bố mẹ thể hiện em cảm nhận là như vậy. Nhưng mà hai đứa em trai của em như nào? Nó thẳng hơn em chị. Thẳng hơn em là sao? Là cũng hơi trong một xíu hả? Không, nó thẳng, nó thật sự nó thẳng. Ủa nhưng mà bố mẹ làm gì mà để cho Sự có cái suy nghĩ đó? Cái chương trình trước mà em tham gia đó, bố mẹ bắt bật tivi lên và bắt hai tụi nó ngồi xem. Rồi có nhiều cái thường là anh hai mày như vậy, anh hai mày như vậy đấy. Mẹ lại thích, tại mẹ em cũng từng nói với em á, sau này khi mà quen cái chuyện đó rồi, mẹ lại kêu á là mẹ thấy mấy đứa giống con á, thường đa số ai cũng có vẻ bề ngoài nhìn xinh xinh. Nhưng mà có khi nào mẹ nói là chỉ cổ vũ cho mình thôi không? Tại vì để mà chấp nhận con mình á, một người nó đã hơi khó khăn rồi. Trời ơi, em đi ra đường đó, khi mẹ em chở mẹ em hỏi thằng đó là boss hay top nữa. Thay vì mẹ hỏi thằng đó BD hay trai thẳng, gay hay trai thẳng, thì bây giờ mẹ lại hỏi là boss hay top. Ồ, có vẻ là mẹ em kiểu tiếp nhận thông tin nhiều quá hả? Rất là phóng khoáng. Nhưng mà em thấy lại như vậy là thường á, người bố trong gia đình á sẽ thường rất là khó để chấp nhận hơn người mẹ. Tại vì bố là đàn ông á, bố sẽ hy vọng ở một người con trai rất là nhiều. Nhưng mà anh không hiểu vì lý do gì mà bố em có thể chấp nhận em một cách dễ dàng như vậy và làm cho mẹ em chấp nhận em luôn. Bố em là người em cảm nhận là rất là điềm tĩnh. Và trong mọi chuyện bố em xử lý rất là khéo. Với lại trước đây á, em cũng từng thấy á, bố xem những chương trình của chị Hương Giang, của chị Lâm Khánh Chi. Đấy, xong rồi bố nói những câu mà em tạo cho em một cái lòng tin rất là lớn rằng là người bố này phải chấp nhận việc em là người đồng tính. Mà căn bản thì em cũng cảm nhận được ở nhà em cũng khá là dễ với chuyện này. mặc dù là ở dưới quê cách trung tâm xa lắm. Cái đường còn lúc đó còn đường đất chứ không phải là đường trượt nhựa như bây giờ. Nhưng mà anh chỉ thấy nha, là những người miền Tây á, thường họ không có khó khăn mở lòng với những người đồng tính á. Em nghĩ không hẳn đâu, tại vì cái môi trường ở dưới quê của em, thậm chí ở khi mà nhắc tới người đồng tính, những người đó chỉ nghĩ là những người đi hát bội, hát lô tô. Đúng, chính xác rồi, những người đi thầy đồng, xem bói, chứ không ai nghĩ những người đồng tính lại tham gia tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống như bây giờ. Từ khi em còn bé đó, khi mà em phát hiện ra mình khác như vậy đó, thì mọi người trong gia đình em có thấy em khác không? Và có ai hỏi gì em không? Không. Tại vì em khác là em khác ở trong chứ em không có khác ở ngoài. Ở ngoài em vẫn tiền bình thường. Dạ đúng rồi. Rồi gia đình, ông bà em, bên gia đình em phản ứng em như thế nào? Đôi khi cái sự thông cảm lại đến từ người ngoài. Cái sự xét nét lại đến từ những người trong gia đình, trừ bố mẹ em ra. Lại có những người khác mang thân là gì? Đấy, là cô của em, nhưng mà lại đi xét nét cái vấn đề đó. Thậm chí là công kích bố mẹ em chỉ vì em là người đồng tính. Rồi bố mẹ em phản ứng lại như thế nào em? Bố mẹ em và em, ngay cả em luôn, cũng giữ thái độ im lặng. Tại vì từ trước giờ sống mình không có dính líu gì với ai rồi. Nhưng mà cái việc công kích đó nó kéo dài em, hay là nó chỉ bất chợt một lần, hai lần rồi nó ngừng? Thậm chí đến ngày hôm nay vẫn còn. Không biết họ tìm ở đâu nhưng mà lấy những tấm hình của em xong rồi họ in ra, họ đi phát tán với những người ở trong cái khu nhà em ở quê á. Phát tán để làm gì em? Chỉ để thể hiện em là người đồng tính, chỉ vậy thôi. Ủa em, nhưng mà đấy là những người ruột thịt của em mà. Chính xác, đấy là điều mà tới bây giờ em cảm thấy rất là khó chịu. Tàn nhẫn. Như sao ngộ gì kỳ vậy? Ủa rồi bố mẹ em nhẽ ra anh nghĩ là mình phải có một cái, tại vì cái đấy nó đã thuộc về mình xâm phạm quyền riêng tư của người khác rồi, nên mình phải có một cái động thái nào đấy để ngăn cản nó, hoặc là mình phản ứng lại cho họ biết là họ đang làm sai. Bố mẹ em có nói, nhưng mà tại vì chẳng lẽ mình, theo em nghĩ nếu là người thân của mình cũng không nên quá là gay gắt với họ, cho nên em cứ để mọi thứ, em giữ thái độ im lặng trước mọi chuyện. Nhưng mà nếu như nó lại tiếp tục nữa thì sao Sự? Có thể họ sẽ làm những điều khác có hại cho em hơn thì sao? Mình đâu biết được. Em nghĩ là khả năng của họ thì không có thể nào làm có hại với em, họ chỉ dừng lại mức độ là họ làm những chuyện như vậy thôi, chứ không thể nào làm xa hơn được nữa. Là cô gì, còn ông bà của em, những người lớn hơn? Ông bà em thì ông ngoại và ngoại em mất rồi. Nhưng mà anh không hiểu vì sao vì sao những người trong gia đình, ví dụ họ có thể không thích, nhưng họ không có cái quyền công kích cuộc sống cá nhân của người khác. Cái đó thì em nghĩ là do mối quan hệ của bố mẹ em, những người tầng lớp trước, thế hệ trước rồi. Em cũng không có muốn đi sâu vào chuyện này. In hình như vậy là hơi bị quá đáng đó. Rất là quá đáng. Lần đầu tiên anh nghe đến vấn đề đó, cũng cái là quá có người thích luôn. Hoặc không thích. Không thích thì thôi. Hoặc là họ mình không có thể nói thôi, đúng buông ra một hai câu nói gì đó có thể làm mình tổn thương. In hình được ghi hình trên trần luôn hả? Dạ. Trời, cái này là quá đáng. Rất là quá đáng. Rồi cái mối quan hệ của gia đình em nó có bị thay đổi hay là nó có bị ảnh hưởng nhiều không Sự? Tất cả em chỉ sợ là bố mẹ em buồn thôi. Còn những người đó nhìn thế nào thì em cũng không quan tâm lắm. Tại vì những người không yêu thương mình thì mình cũng không nên phí thời gian với những người đó. Nhưng mà bố mẹ em thì cũng thái độ giống như em, em rất là thoải mái, vô tư với chuyện này lắm. Tại vì cái cuộc sống nó không có dính dáng đến nhau nhiều đúng không? Từ trước đến giờ là đã không dính dáng với nhau rồi. Rồi lúc nào em phát hiện ra là em không có giống với các bạn trai khác? Nhưng là ngay từ bé là em đã cảm nhận được cái sự khác biệt của mình rồi. Nhưng mà tới năm lớp 9 em cũng có thử hẹn hò với lại một cô gái. Nhưng mà sau đó thì nó cũng chóng vánh lắm. Tới cuối năm là em đã chia tay với bạn ấy rồi. Em bắt đầu cuộc tình đúng với giới tính của mình là bắt đầu khi em vừa vào cấp 3. Đã quen bạn trai đầu tiên? Dạ đúng rồi, đó cũng chỉ là mở đầu thôi chứ nó cũng không gọi là... Có tình đầu hả Cưng? Dạ. Ủa là em quen trong trường của em luôn? Dạ đúng rồi. Là bằng tuổi hay là... Dạ người đó lớn hơn em. Dạ lúc đó thì ngôi trường của em cũng không quá xét nét về cái chuyện mà đồng tính hay không. Với lại em luôn giữ một thái độ là mọi người nhìn vào, nếu ai biết thì biết, còn không thì thôi. Vâng, em giữ thái độ im lặng trước mọi chuyện. Tụi em cũng ít hẹn hò với nhau ở trong trường lắm. Hẹn ở ngoài. Ở trường là em kín đáo. Kín đáo. Với lại nhìn Sự cũng con trai á, nên người ta cũng không có để ý lắm. Cũng ai mà trong cái giới mình thì nhìn mới biết. Nhìn em cũng rất là manly. Ủa rồi cái mối tình đầu tiên của em kéo dài lâu không Sự? Nó chỉ mấy tháng thôi anh. Cái mối tình đầu tiên nó cũng không để cho em quá nhiều kỷ niệm. Nhưng mà em yêu bằng đó là cũng là gay luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà vì sao hai người chia tay nhau? Lúc đó chia tay cũng vì những lý do mà rất là con nít, nhỏ nhặt đúng không? Dạ đúng rồi. Kiểu ghen tuông xong rồi bla bla các thứ. Sau này có mối tình mà khi em bắt đầu chuyển nơi ở từ ở dưới quê lên trung tâm Cần Thơ thì có mối tình nó để là em đậm sâu nhiều nhất. Quen gần một năm. Gần một năm? Dạ. Bạn ấy thì lớn, em ấy sinh năm 92. Là nhìn thấy nhau là thích nhau luôn hay sao? Dạ chưa, dạ bạn đó lúc đầu chẳng, em nghĩ bạn ấy là trai thẳng cơ. Em cũng kiểu tán nhưng mà không có sure được là chắc chắn là sẽ dính hay không. Em cũng... Tán bao nhiêu lâu mà dính? Tán khoảng 2-3 tháng đó. 2-3 tháng chẳng mới dính hả? Dạ. Em cũng là người con trai đầu tiên mà ấy yêu. Mà trước đó bạn đó có yêu con gái hay là có trước đấy bạn yêu con gái chắc cũng hơi cong đó, mà không chứ cong nhiều. 2-3 tháng là do phải tự vấn bản thân mình xem có phải là như vậy không á, rồi mới chấp nhận lại. Đúng rồi đó, check lại bản thân đó. Em cũng tấn công xương xương thế em chưa đậm sâu. Nhưng mà cái mối tình đấy thì sâu đậm đúng không? Dạ đúng rồi. Có nhiều kỷ niệm gì mà làm cho em nhớ đến bây giờ không? Thật sự thì đối với em cái mối tình đó chuyện gì em thấy cũng tốt, cũng đẹp, cũng là những ký ức đẹp của em hết. Đó là quen nhau gần 1 năm nhưng mà mãi khi mà ấy bỏ đi mãi lại không nói bất kỳ một điều gì hết. Không nói lý do, không có lý do chia tay. Rồi tự gom đồ bỏ đi vậy hả? Ngày hôm đấy em đi làm, em đi dạy ở Cali về. Khoảng 11 giờ khuya rồi nhưng mà khi về nhà là tất cả mọi thứ nhà chỉ còn đồ của em thôi. Nhưng mà trước đó có gây lộn, không có lục đục gì không? Dạ không, tính em và bạn ấy tất cả mọi thứ đều rất là êm đẹp. Nhưng mà tính của bạn ấy có một cái vấn đề là thích dồn mọi thứ vào bên trong mình, chứ không thể nào mà không muốn thể hiện ra. Cho nên đôi khi em không biết là có vấn đề gì để mà em có thể ngồi lại nói chuyện với bạn ấy. Mà đó là không chia sẻ cái dấu trong lòng đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này quan trọng chị, khi mà yêu nhau mình cần đối thoại với nhau để hiểu nhau hơn á. Còn không thể chia sẻ thì khó, rất là khó. Cái cảm giác của em khi về nhà và thấy mọi thứ nó đã mất hết như thế á, thì em như nào? Thực sự trong lúc đó thì em nghĩ mọi thứ nó cũng bình thản lắm. Như là trước đấy là cũng có những dấu hiệu mà em chắc chắn biết là sẽ có ngày này xảy ra. Nhưng mà ngay hôm đấy thì em rất là không muốn ở lại nơi đấy. Trong đêm đó em dọn mình nên em dọn đồ về nhà luôn. Cái em dọn đi luôn? Dạ. Em sợ cái kỷ niệm đúng không? Dạ đúng rồi, em dọn. Em về em thấy không có bạn đó là em gom đồ đi luôn. Ủa là tự dưng là bạn đó thay đổi thái độ với em hay sao mà em có thể cảm nhận được những cái dấu hiệu? Trước đó bạn bị bệnh. Nhưng mà trong một quá trình gần 2 tháng bạn bệnh đó thì thường thì người bệnh tâm tính cũng thay đổi chút xíu. Có những cãi vã, những mâu thuẫn, những rạn nứt. Có nghĩa là lý do là chỉ vì bệnh xong rồi thay đổi tâm tính và cãi vã với nhau. Trước đó hai bạn ấy cũng đã có ý định là hai đứa tạm thời ngưng cái cuộc sống của hai đứa lại. Bạn ấy muốn dọn ra ở riêng một thời gian. Nhưng mà em cũng có năng nỉ bạn ấy là cứ để là cho hết bệnh đi rồi hẳn đi, để là em trong bạn ấy. Hay là nhiều khi bạn ấy sợ là làm gánh nặng cho em rồi anh mới giận đi không? Em chưa từng nghĩ tới lý do đó, nhưng mà tới bây giờ với lý do cụ thể như thế nào em vẫn chưa biết được. Cái này giống như Khánh Chi ha chị ha? Ừ. Cũng có người từng bỏ chị mà không để lại lý do đúng không? Không hả? Mọi người chuyện khác nhau mà. Ok. Rồi sau đấy thì em có quen ai nữa không? Từ mối tình đấy tới ngày hôm nay em vẫn độc thân. Ủa là bao nhiêu năm rồi xưa? Là hơn 1 năm rưỡi rồi. Hơn 1 năm rưỡi. Là sau khi chia tay mối tình đó thì em bắt đầu chuyển lên Sài Gòn em sống. Lên Sài Gòn em không tìm được ai phù hợp để tìm hiểu hay sao? Tất cả chỉ dừng ở mức độ tìm hiểu thôi chứ chưa gọi là một cái tình yêu chính thức nữa. Có lẽ là do có nhiều thứ chưa hợp hoặc là em chưa thích nghi được với cuộc sống ở Sài Gòn, em nghĩ vậy. Cuộc sống Sài Gòn nó như thế nào mà em cảm thấy khó thích nghi sự? Em cần phải trau dồi nhiều thứ, em nghĩ vậy. Sài Gòn có cái điều gì cụ thể mà em cảm thấy nó hơi khó để em thích nghi với nó? Ở đây không phải là khó, chỉ là chưa đến thời điểm mà em phải thích nghi ở đây thôi. Nhưng mà em nghĩ thích nghi ở đây là nó cũng không phải là quá xa xôi gì với em. Nhưng mà hiện tại thì em cần có những thứ tập trung nhiều hơn để thích nghi ở Sài Gòn để sống lại chứ không phải là thích nghi để có một tình yêu ở đây. Lúc trước thì em học về cái gì sự? Lúc trước em có thi đại học. Nhưng mà sau đó thì em tạm dừng cái quá trình học lại. 50% là vì gia đình, 50% còn lại là em muốn đi trải nghiệm. Thì sau khi mà em ngưng cái việc học đó và em đi ra đời sớm như vậy á, có bao giờ em cảm thấy hối tiếc không? Chưa. Nhưng mà chỉ có một vấn đề là em rất là thỉnh thoảng em đã thấy cô đơn ở đây. Em tính em rất là thích gần bố mẹ, mà tại vì khi mà mình sống xa nhà sớm như vậy á, thỉnh thoảng nhớ lắm. Nếu mà vậy thì sao em quyết định bỏ đi? Em thấy Cần Thơ nó không hợp với em. Cần Thơ không hợp rồi lên Sài Gòn bảo Sài Gòn chưa hợp. Chưa hợp đấy, đấy là vấn đề chưa hợp chứ không nghĩ là không hợp. Chưa thích nghi thôi. Nhưng mà vẫn thích ở lên Sài Gòn ở đúng không? Dạ, tạm thời là như vậy. Rồi công việc của bố mẹ em làm gì? Dạ bố mẹ em vận chuyển vật liệu xây dựng. Ủa, anh thấy cái nghề đó nó cũng phát triển được thì sao em không ở lại em làm cùng nghề đó luôn với là bố mẹ? Bố mẹ làm cái nghề đó từ lúc mà em còn chưa được trong bụng mẹ nữa, là hai người đã làm cái nghề đó rất là lâu rồi. Nhưng mà em không bao giờ em nghĩ là em có thể làm theo con nghề đó được. Cái nghề đó không chọn em và em cũng không chọn nghề đó. Cái ước mơ hồi nhỏ, cái công việc thật sự em muốn làm khi em nhỏ xíu, em ước mơ là lớn lên mình sẽ làm cái gì? Em là bác sĩ. Bác sĩ. Nhưng mà sau đó cái nghề PT nó chọn em. Dạ đúng rồi. Có nhiều lý do mà em phải bỏ cái ước mơ đó của mình. Bây giờ thì công việc của em nó có giúp cho em sinh sống ổn ở Sài Gòn không? Tạm thời gọi là ổn. Rồi có bao giờ em lên Sài Gòn nè, là một cái vùng đất rất là màu mỡ nhưng mà nó cũng rất là nhiều cạm bẫy nha. Em thấy mà đúng không Sự? Dạ em thấy. Thì có bao giờ em gặp phải cạm bẫy nào đó hoặc là em gặp những cái tin đồn nào đó không đúng về bản thân mình không? Tin đồn không đúng thì em nghĩ em gặp cũng nhiều. Dạ, tại vì làm cái nghề mà người mẫu hay là đi tiên thì dễ bị người ta nói. Những nghề nghiệp mà liên quan tới bề ngoài thì em nghĩ là rất là dễ bị nói. Và em nghĩ người rõ ở đây cũng là anh Tuân. Anh Tuân cũng là một người rất là đẹp trai. Những cái vấn đề đặc biệt là chúng là bị đồn đi làm trai bao. Không, anh không hiểu gì sao anh không bao giờ bị đồn. Chắc là người ta nghĩ cái tính của anh thứ nhất là nó có vẻ hơi bị hơi khó gần á. Người ta nghĩ như vậy. Thứ hai nữa là cái hình ảnh của anh thể hiện ra bên ngoài nó cũng không có quá là cởi mở lắm để người ta có thể tiếp cận anh bằng cái cách đó, hay là người ta có thể đồn anh làm cái đó. Nó không có lý á. Nên anh nghĩ là đôi khi không có cơ sở đi đâu. Không có cơ sở, họ không cơ sở gì hết. Với lại anh không biết, có nghĩa là khi mà mình chụp một số bộ hình chỉ đơn giản là mình muốn thể hiện cái vẻ đẹp của mình thôi, thì sẽ có những cái lời rất là ác ý. Đúng. Tại vì đối với em suy nghĩ khi mình làm một cái gì đó mà để nhiều người biết thì sẽ có những ý kiến trái chiều. Quan trọng là cách mình sống như thế nào, mình thể hiện như thế nào. Với lại em thấy khi mà một cái gì đó nổi bật và khác biệt thì người ta nhìn vào, người ta nhìn theo cái hướng tiêu cực, chứ không ai, ít ai nhìn theo cái mặt tích cực. Đúng rồi, tại vì mình nổi bật quá. Ví dụ như là chị Khánh Chi đi. Khi mà chị mới chuyển giới đi về thì chị là một trong những người gọi là tiên phong. Bao nhiêu bài báo nó dồn về chị, bao nhiêu tiêu cực chị cũng lãnh. Chị là người đi đầu trong cái việc lãnh những cái ý kiến tiêu cực của anti-fan rất là nhiều. Anh nhớ lại cái thời đó mà anh vẫn còn nổi da gà với chị. Lúc nào chị cũng phải phản pháo lại cái đấy, từ ngày này sang ngày khác, rất là nhiều. Gần đây thì chị thấy trên mạng xã hội rất là nhiều người trong cộng đồng LGBT có những hình ảnh không tốt, cũng như là ăn chơi xa đỏ, hay là có những ảnh tiêu cực. Thì theo em thì em nghĩ như thế nào? Những cái việc đấy thì em nghĩ là nếu như mà họ làm sai thì đã có pháp luật trừng trị. Tuy là có những cái chuyện mà không hay được đề cập đến mạng xã hội như vậy, nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận một cái hướng tích cực khác là những người trong cộng đồng LGBT đã đóng góp rất nhiều trong xã hội. Cá nhân em nhé, em cũng thấy là về cái việc tệ nạn đó, giới tính nào cũng có hết. Nên mình không thể nào mà vì những cái cá nhân xong rồi mình bảo là cái giới đó như vậy, cái đó nó thuộc về cái quyền phán xét đúng hay sai của người ngoài. Vài người thôi. Dạ, đúng rồi. Không thể nào mình quơ đũa cá nắm được. Mình quơ đũa hết thì nó không chính xác đâu. Cái đó nó thuộc về cái phần định kiến của người ta khi mà người ta nhận xét như vậy. Mình không thể nào mà mình xen vào hay là mình thay đổi nó được đâu. Nhưng mà theo em có lời gì khuyên cho những bạn đó không? Em nghĩ là nếu mà những cuộc vui thì tốt nhất là đừng nên đụng chạm đến pháp luật, những cái gì mà pháp luật không cho phép. Vui thôi, đừng vui quá. Dạ, vui thôi, đừng vui quá. Có bao giờ em bị dụ dỗ không? Anh nghĩ là em đã từng gặp phải những cám dỗ rồi. Thì trước đây khi mà em bắt đầu mới lên Sài Gòn sau khi mà em ở nhà, em ở một nơi ở, xong sau đó em chuyển tới nơi ở thứ hai. Thì lúc mà em chuyển nơi ở thì ở Sài Gòn anh chị cũng biết chuyển nhà rất là cực, thì có một người mới có ý định là rủ em về nhà ở. Thì ban đầu thì em cũng nghĩ rất là fair play với người đó là ok em ở thì em trả tiền share với nhau. Nhưng mà cái ngày đầu tiên ở thì bắt đầu em thấy người đó có bắt đầu có những dấu hiệu đụng chạm vào thân thể của em. Cho nên em cũng hơi dè chừng với người đó. Ban đầu là định ngủ chung cái giường, nhưng mà sau đó là em phải dọn đi. Em dọn ở ra một cái đệm, trải một cái đệm ở nơi khác ở. Đấy, mọi chuyện em nghĩ cũng êm xuôi rồi, nhưng mà khoảng một thời gian sau khi mà em rất là rõ ràng với bạn ấy á, thì bạn ấy bỗng đùng cái máy nói là bây giờ bạn ấy có bồ rồi, bạn ấy muốn dẫn bồ bạn ấy về và em phải dọn đi. Người ta đã thái độ như vậy em phải dọn đi chứ. Có nghĩa là bạn ấy vẫn chưa có cơ hội nào để mà làm hại em. Mặc dù đã cố gắng. Đó chỉ là một cái vấn đề rất là nhỏ thôi, còn nhiều vấn đề khác nữa. Rồi những cái vấn đề khác to lớn hơn đi. Những lần ngã giá. Nhiều người rất, đặc biệt Instagram của em rất nhiều người vào hỏi. Em nghĩ là kể ở đây chắc cũng hơi kỳ nhỉ. Không phải họ ngã giá, họ rủ và những cái cuộc vui mà em nghĩ nó không lành mạnh. Nhưng mà cũng may mắn là em cũng tự ý thức được là em làm gì ở đây, em phải làm gì ở đây, cho nên em không tham gia vào những chuyện đấy. Anh chỉ muốn hỏi em nhé, là em một thân một mình lên đây, cuộc sống nó rất khó khăn với em. Và anh nghĩ là những cái lần người ta ngã giá với em, cái số tiền nó không nhỏ. Có thể nó không to lớn nhưng nó chắc chắn không nhỏ. Thật sự thì bố mẹ tạo cho em một cái hình hài thì em có thể kiếm tiền một cách chân chính. Cho nên em nghĩ là những cái việc đấy em không cần phải bán bổ cái lương tâm của mình như vậy. Có bao giờ em nghĩ là mình xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn bây giờ không? Việc khi mà mình có một bề ngoài hơn mọi người thì đó là cái mắng của em. Nhưng mà để có một cuộc sống tốt hơn bây giờ em phải nỗ lực nhiều hơn cái bề ngoài của em. Tại vì anh thật sự thấy có nhiều người trẻ, họ có ngoại hình nhưng mà họ lại không thể tự tạo cho mình cuộc sống tốt, nhưng họ muốn được sống sướng. Cái đó là cái mà họ đánh đổi. Và anh thấy nó không hiếm đâu. Đơn cử như cái việc mà mình gọi là cặp đại gia đó. Em nghĩ là một người đại gia thì họ rất là thông minh, nhưng mà một người thông minh thì chắc chắn không thể nào mà chỉ suốt ngày cung cấp tiền một cách vô bổ như vậy. Chính xác rồi đó. Không ai cho ai không cái gì hết. Dạ, em tự mình làm đại gia của mình hơn. Người ta trả giá là nhiều nhất là bao nhiêu? Bây giờ chị hỏi là em cũng không nhớ, nhưng mà đối với em thực sự rất là lớn. Em từ chối thẳng luôn hả? Em chỉ đọc và em không trả lời. Em thấy cách đấy cũng hay. Mình đâu cần phải để ý tới mấy người đó đâu, không cần phải thái độ, không cần phải gì hết. Mình chỉ cần không quan tâm tới nó thôi. Mình không quan tâm tới vấn đề đó. Không quan tâm tới nó thôi. Dạ vâng. Rồi những bộ ảnh mà nóng bỏng của em á làm gây xôn xao trên mạng như thế nào? Tại sao em chụp bộ ảnh đó? Thật sự thì cái đầu tiên là em nghĩ nó muốn giữ được thanh xuân của mình. Cái thứ hai là để em muốn nhìn lại cái quá trình mà mình đã tập luyện như thế nào. Như anh Tuấn ở đây, anh Tuấn body cũng rất là đẹp, anh Tuấn cũng hiểu mà đúng không? Nhưng mà tại vì cái tính của anh thì anh hơi ngại. Anh hơi ngại, có nghĩa là anh chắc là có lẽ là anh lớn hơn em nhiều, anh hơn em 10 tuổi. Nên anh hơi ngại khi mà thể hiện cái ấy của mình lên mạng xã hội nhiều quá. Nên chắc là có lẽ vì vậy mà anh ít giữ lại thanh xuân của anh. Nhưng mà anh thấy cái việc đấy nó rất bình thường. Tại vì bình thường mà. Anh nghĩ là việc mình post lên là việc của mình, còn người ta ngắm nó ở một cái đôi mắt nào đó là chuyện của người ta. Cách nhìn là cách nhìn nhận là tùy mỗi người, mỗi người có một cách nhìn nhận riêng. Đúng rồi. Nếu như mình có một tâm hồn trong sáng thì mình nhìn cái gì nó cũng trong sáng và sạch sẽ. Còn những người mình thích nhìn theo cái hướng tiêu cực thì mình không thể nào mình tránh khỏi những vấn đề đó được. Nhưng mà mấy cái tấm hình đó có bao giờ bố mẹ nhìn và bố mẹ ý kiến với em là sự ơi tại sao con lại làm như thế này như thế này? Mỗi lần em chụp hình là em được show khoe với bố mẹ em. Mẹ là chỉ lại vú hôm nay hay lép, ngực hôm nay hay lép. Đó nghĩa là mẹ em đã tự động rất là cấp tiến như vậy, hay là em đã phải hoạt động tư tưởng cho mẹ em một thời gian mẹ em mới có thể như thế? Lúc đầu em nghĩ là em phải hoạt động một thời gian dài mẹ mới được như vậy. Nhưng mà em chỉ hoạt động sương sương thôi, mẹ em đã đi nhiều hơn những thứ em nghĩ. Nhưng mà mình đã phải training cho mẹ một thời gian đúng không? Để mẹ tự phát triển đúng không? Cũng không lâu lắm, nhưng mà bây giờ khi mà mượn điện thoại của mẹ vào Facebook của mẹ thì bắt đầu sao nhiều những cái trang của cộng đồng LGBT rồi đấy. Cũng hơi bất ngờ. Sao em hôm nay em không mời bố hay mẹ lên chương trình để ngồi tại vì chuyện? Một phần là vì công việc của bố mẹ khá là bận cho nên không sắp xếp được thời gian. Rồi cái đường hướng phát triển của em khi em quyết định ở lại Sài Gòn là cái gì chứ? Hiện tại em đang tập trung vào con đường thẩm mỹ, mà em nghĩ là em sẽ đi con đường đó lâu. Là tư vấn và thẩm mỹ. Cái cơ duyên nào làm cho em từ một PT mà đi sang con đường thẩm mỹ? Là do em từng tham gia phẫu thuật thẩm mỹ và những chị bạn em chơi chung là những người bác sĩ thẩm mỹ, cho nên em có những cái con đường thuận lợi để em phát triển cái nghề đó. Em nghĩ gì về cái việc thẩm mỹ? Hoàn toàn ủng hộ. Thì làm cho mình đẹp lên mà, thì tại sao không, đúng không? Mình thể hiện cái sự tôn trọng của mình đối với những người nhìn mình. Với bản thân của mình trước đã. Mình muốn bản thân của mình tốt lên. Mình yêu mình trước, xong rồi có người yêu mình được. Rồi cái ước mơ ở trong tương lai của em? Mong muốn lớn nhất của em bây giờ là em muốn rước bố mẹ lên ở cùng với em. Như thế thì mình phải rất là vững. Dạ đúng rồi, cho nên em cần một thời gian dài hay không em không biết, nhưng mà em nghĩ cần một khoảng thời gian nữa. Rồi em có một cái thông điệp nào gửi đến các bạn ở trong cộng đồng của mình? Em nghĩ cái việc come out thì mình không có một cái công thức chung nào cho việc come out. Tại vì bố mẹ như thế nào thì chính người con nó sẽ hiểu rõ về bố mẹ nhất. Và em thấy mọi người thường nói về những LGBT ở những nơi đã phát triển, ít ai nói về những LGBT mà ở cuộc sống thôn quê. Thật sự một cái nơi còn rất là nhiều định kiến và không có những cái nhìn tiên tiến về LGBT. Em mong là sau này sẽ có nhiều bạn trẻ cũng ở những vùng xa, vùng xôi, xa xôi như em sẽ được bố mẹ chấp nhận. Thay mặt chương trình thì chị sẽ có một món quà tặng cho em, và chị cũng chúc em thành công trong cái đường em chọn, đó là tư vấn về thẩm mỹ, và chúc em gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn chị, cảm ơn em.